Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn làm chiếc đèn lava này. Về dung dịch trong này, mình chia làm 10 phần, mình dùng 2 phần nước này và 8 phần dầu ăn. Khi không sử dụng, các bạn đóng nắp này vào để nó không bị đổ ra. Ở bên này, mình để một chiếc công tắc. Mình dùng 2 viên pin 1,5V, chúng ta để đây có thể thay được. Cùng một chiếc máy tạo khí mini này. Mình khoan một lỗ ở giữa cái chai này, mình gắn vào. Ở đây mình gắn 2 bóng lít nữa. Đối qua công tắc này. Đầu tiên mình cắt 6 miếng xốp này để làm phần đế. Về kích thước mình đã cho các bạn ở đoạn trước rồi. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào. Cái mặt sau này tí nữa sẽ gắn vào đây sau. Còn cái này mình sẽ làm ở đây để ta có thể mở ra mở vào được. Bây giờ mình dùng một chai nước này. Các bạn có thể dùng chai thủy tinh được, nhưng mình dùng chai nhựa để chúng ta dễ thực hiện ở dưới này hơn. Bây giờ ở phần đuôi chai này mình sẽ khoan 3 lỗ. Một lỗ ở giữa mình sẽ gắn cái ống này. Đây là ống của máy tạo khí oxy. Mình sẽ gắn vào đây. Và mình sẽ khoan 2 lỗ hai bên này. Mỗi bên mình sẽ gắn một bóng lít này vào. Ở hai bên này mình sẽ gắn 2 bóng lít. Phần giữa này sẽ là ống của máy tạo khí. Bây giờ các bạn gắn keo nó kín lại. Các bạn gắn cứng nó lại như vậy. Để bóng lít này, 2 chân trừ mình sẽ đấu chung này, 2 chân cộng mình sẽ đấu chung. Tiếp theo bây giờ mình sẽ gắn cái chai này vào đây. Các bạn cắt một lỗ như vậy. Tiếp theo mình sẽ gắn vào đây. Các bạn gắn đến cái vạch này. Các bạn gắn vào như vậy. Bây giờ mình sẽ bôi keo mặt trong này lại. Tiếp theo mình dùng một cái máy tạo khí mini này. Các bạn có thể mua trên trang bán linh kiện. Giá của nó là 50.000. Mình sẽ hàn dây vào đây. Các bạn hàn 2 dây vào đây. Mình sẽ dùng nguồn 1,5V. Tại vì dùng nguồn 3V này nó rất là mạnh. Mình sẽ dùng đầu cộng ở đây và đầu trừ bên này. Các bạn sẽ hàn như vậy. Đầu trừ của motor này mình sẽ đấu vào đầu trừ này. Đầu cộng mình sẽ đấu vào đây. Tiếp theo đầu trừ này sẽ là 2 pin này, mình sẽ đấu nó vào bóng lít. Tiếp theo bây giờ hai đầu cộng này mình sẽ đấu chung vào và qua chiếc công tắc. Mình dùng chiếc công tắc này, chúng ta sẽ đấu vào đây. Các bạn đấu vào như vậy, đầu dương sẽ có chiếc công tắc và bóng lít này và motor này. Đầu âm của hai cục pin này sẽ vào bóng lít. Đầu âm của một cục pin này sẽ vào motor, tại vì motor mình dùng một cục thôi. Bóng lít này mình mới cần 2 cục pin này. Bây giờ chiếc công tắc mình sẽ gắn bên này. Các bạn gắn chiếc công tắc vào như vậy, chúng ta có thể vào đây rồi. Tiếp theo cái đầu ống hơi này mình sẽ cắm vào cái đầu ra của cái máy tạo khí mini này, mình sẽ để ở đây. Cái máy tạo khí này mình sẽ gắn luôn ở đây. Bây giờ mình sẽ ốp cái này ở đây. Phần pin này mình sẽ để rời ở đây để chúng ta còn thay pin được. Lấy miếng này mình sẽ ốp vào đây. Các bạn nên dán làm cái cửa ở đây để ta có thể mở ra thay pin được. Các bạn làm như vậy. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây. Các bạn chia làm 10 phần thì mình sẽ đổ 2 phần nước này và 8 phần dầu ăn. Tại vì dầu ăn nó nhẹ hơn nước, nó sẽ nổi lên trên, nước sẽ ở dưới này. Các bạn chắt vào như vậy, 2 phần nước, 8 phần dầu ăn. Khi không dùng nữa, các bạn sẽ đóng nắp chai này vào. Chúng ta cất đi để nó không bị đổ ra. Khi dùng các bạn sẽ mở nắp này ra. Thì nguyên tắc hoạt động của chiếc đèn này thì nó cũng đơn giản thôi. Mình dùng 2 phần nước và 8 phần dầu ăn này. Nước nó sẽ nặng hơn dầu ăn, nó sẽ chìm xuống dưới. Dầu ăn sẽ nổi lên trên này. Ở dưới này mình để một chiếc máy tạo khí oxy này, nó sẽ thổi lên đây, nó sẽ tạo thành bóng nước. Nước nó sẽ được đẩy lên trên này. Khi lên trên này nước nó chảy thoát oxy rồi, nước nó sẽ lại nặng hơn, nó sẽ lại chìm xuống. Khi xuống đến đây nó sẽ lại gặp máy tạo oxy này, nó sẽ lại đẩy lên trên. Cứ như vậy lên xuống nào. Các bạn cũng có thể pha phẩm màu vào cho đẹp cũng được. Nhưng mình dùng nước trắng này. Bây giờ mình sẽ bật. Như vậy chúng ta hoàn thành một chiếc đèn lava này rồi. Khá là đơn giản. Kênh Sáng Tạo.com chúc các bạn thành công.